Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay xin được giới thiệu tới anh em một cặp cái vàng nè. Một cặp cái vàng đuôi cung nè. Vàng kem nha anh em. Vàng kem đuôi cung mắt đỏ nè. Xoáy khá là đẹp. Xoáy dài nè. Mắt đỏ khá đẹp nha. Xoáy dài ok. Chất lượng con giống tốt. Giá vừa phải, anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ này. Cái vàng mã bạc nha, lưỡi đốm nhiều này. Đuôi cung này. Mắt đỏ nha, mắt hổ phách, mắt đỏ. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới, kết bạn Zalo để trao đổi thông tin trực tiếp cũng như giao dịch này. Anh em bắt được cả cặp thì càng tốt này. Anh em xem nếu có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới này. Kết bạn Zalo để trao đổi thông tin trực tiếp này, đuôi cân chính giữa này anh em này. Đấy, hai em này đều đuôi cân chính giữa hết nha. Anh em có nhu cầu về con giống này, vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới này. Em vện này là đã có chủ rồi, anh em khỏi hỏi anh em nhé, cảm ơn anh em. Đấy, anh em xem này, một cặp vàng này. Cặp vàng, vào đây quay cho em rõ này. Đóng cái cửa lại đỡ nắng này. Đấy. Anh em xem nhá. Đây, vàng mã bạc này, vàng kem lại mã bạc luôn. Vàng rất là tươi, rất là đẹp này. Quay rõ cho anh em xem, lưỡi đốm. Thần kinh khá là tốt. Gần 3 tháng rồi anh em nhá, còn mấy ngày đã được 3 tháng này. Đã chích 2 mũi này. Đấy, mã bạc rất là đẹp này. Màu tao nhã này. Mắt hổ phách. Lưỡi đốm này. Đó. Lưỡi đốm này. Em này đốm nhiều này. Còn lớn lên sẽ đen hết này luôn này. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới. Những con giống rất là ok này. Đây anh em nhé, quay đi quay lại cho anh em xem này. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới này. Những em này sau này lớn lên má bạc rất là đẹp này. Cam kết với anh em luôn. Xoáy này, xoáy từ vai trước này. Tít sang vai sau này. À, xoáy rất là đã luôn. À, em này cũng thế. Em này cũng thế này. Xoáy từ vai trước sang vai sau luôn này. Cho anh em xem lưới này. Đấy, em này lưới đốm nhiều nè. Em này đốm ít hơn một chút nè. Cũng đốm là khá nhiều rồi nè. Đấy, đốm ngay đầu lưới nè. Khá là đẹp. Má bạc nha, mắt đỏ. Ok, thần kinh khá tốt. Anh em xem nếu có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới. Anh em vui lòng không comment hỏi giá trên video, vì mình cũng không xem được đâu anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.